Hàng Bội Tuyền bị fan Tiêu Chiến tấn công, chỉ làm MC được 5 phút đã bay màu. Vừa qua, người hâm mộ Tiêu Chiến phản đối gay gắt Hàng Bội Tuyền trở thành MC của sự kiện Thập Quang Thịnh Điển. Nguyên nhân là vì trong quá khứ, Hàng Bội Tuyền từng tuyên bố sẽ tẩy chay tất cả sản phẩm do Tiêu Chiến làm đại diện trên sóng livestream, đồng thời bày tỏ chẳng cần fan Tiêu Chiến ủng hộ mình. Ngoài ra, dưới phần bình luận còn có người tố Hàng Bội Tuyền từng dẫn fan đi bạo lực mạng Thiệu Minh Minh hay phát ngôn rời đảo đều là tranh chấp tài nguyên của nam idol cũng bị cho là giẫm mặt bạn bè, trong khi những thực tập sinh khác sau khi rời đảo vẫn tương tác thoải mái với nhau. Hành vi của Hàng Bội Tuyền khiến người hâm mộ Tiêu Chiến vô cùng phẫn nộ và tức giận. Cây hài của sáng tạo Doanh 2021 làm như thế chẳng khác nào dẫn dắt bạo lực mạng đối với đàn anh. Bên cạnh đó, sau khi sáng tạo Doanh kết thúc, Hàng Bội Tuyền còn cho rằng tình bạn tại các show sống còn chỉ là giả dối. Các thí sinh đều coi nhau là đối thủ cạnh tranh khốc liệt nếu như gia nhập giới giải trí. Được biết, 227 là cộng đồng fan hâm mộ phản đối hành vi report tình bản AO3 từ fan Tiêu Chiến diễn ra vào ngày 27 tháng 2. Trong khi đó, fan Hàng Bội Tuyền đã lên tiếng giải thích Hàng Bội Tuyền sinh ngày 27 tháng 2 nên đặt fandom gọi là 227. Hơn nữa, thời điểm ấy không riêng gì Hàng Bội Tuyền mà rất nhiều hậu viện hội khác cũng lên án hành động ngang ngược của fan Tiêu Chiến. Thế nhưng hiện tại, cư dân mạng, đặc biệt là fan Tiêu Chiến vẫn tiếp tục ném đá Hàng Bội Tuyền vì không thể phủ nhận được các phát ngôn động chạm trong quá khứ, đồng thời tố Hàng Bội Tuyền bạo lực mạng Thiệu Minh Minh, ám chỉ các đồng đội cũ chơi với nhau để cạ nhiệt, đoạt tài nguyên của thực tập sinh sáng tạo Doanh khác. Trà xanh tâm cơ, nếu tẩy chay các sản phẩm do Tiêu Chiến đại diện thì đừng nên nhận chức vị MC chương trình vì Tiêu Chiến đại diện VIP Tencent. Hoặc nếu đến thì đừng sử dụng nước uống do Tiêu Chiến đại diện. Đến hội trường hay dũng cảm hô khẩu hiệu tẩy chay Tiêu Chiến tại hiện trường. Giao vị trí MC cho một kẻ bạo lực mạng như Hàng Bội Tuyền sao, chương trình bị gì vậy? Một kẻ bạo lực mạng phỏng vấn nạn nhân của mình à, nực cười. Đừng đưa mic cho Hàng Bội Tuyền, hãy đưa bàn phím cho anh ta. Theo dõi showbiz Hoa ngữ đều biết rằng Tiêu Chiến sở hữu lượng fan hùng hậu ra sao. Bất kỳ fandom hay nhà sản xuất nào cũng phải e dè nếu như làm mất lòng người hâm mộ Tiêu Chiến. Trước sức ép rất lớn từ fandom nam minh tinh, dù phía Tencent không phản hồi nhưng đã có động thái làm xoa dịu người hâm mộ. Khi Thập Quang Thịnh Điển chính thức diễn ra vào trưa ngày 7 tháng 6, Hàng Bội Tuyền có tung ra những hình ảnh tham dự sự kiện. Nhưng tại hiện trường thì chỉ dẫn chương trình được 5 phút rồi lặng lẽ biến mất. Nhiều dân mạng cho rằng phía Tencent yêu cầu Hàng Bội Tuyền rút để fan Tiêu Chiến nguôi giận vì tập đoàn này để cây hài sáng tạo Doanh 2021 tham dự và làm MC cho có lệ là giữ đúng thỏa thuận trong hợp đồng, mặt khác vẫn làm hài lòng fandom ngôi sao Trần Tình Lệnh. Có lẽ Tencent thừa biết rằng sự tham gia của Tiêu Chiến sẽ mang lại sức nóng rất lớn cho chương trình, thế nên nhà sản xuất đã sắp xếp cho anh chàng xuất hiện vào cuối buổi thảm đỏ. Trong hơn 3 giờ phát sóng trực tiếp, Tiêu Chiến chỉ thực sự lộ diện trong nửa tiếng cuối cùng. Không phụ lòng sự chờ đợi mỏi mòn trước đó của fan hâm mộ, Tiêu Chiến lập tức khiến Weibo bùng nổ vì vẻ ngoài hoàn hảo rạng ngời của anh chàng. Không chỉ fan tại quê nhà Trung Quốc mà ngay cả người hâm mộ nước ngoài cũng phấn khích khi Tiêu Chiến chính thức có mặt tại sự kiện. Những bài viết, độ thảo luận của fan quốc tế về Tiêu Chiến tại Thập Quang Thịnh Điển đã giúp từ khóa Xiao Zhan Tencent lọt top 3 trending thế giới. Bên cạnh đó, vẻ ngoài của Tiêu Chiến tại hoạt động này nhận được sự hỗ trợ của nhiều thương hiệu nổi tiếng đình đám, cho thấy nam minh tinh được giới thời trang ưu ái đến mức nào. Bất ngờ thay khi người hâm mộ không hề hài lòng trước tác phong làm việc của studio Tiêu Chiến. Tuy không giành được suất debut trong sáng tạo Doanh 2021, nhưng Hàng Bội Tuyền là cái tên nổi bật, được dư luận vô cùng chú ý bởi sự hài hước và những khoảnh khắc viral của anh làm dậy sóng cộng đồng mạng. Vì sự duyên dáng, dám nghĩ, dám nói của mình mà Hàng Bội Tuyền trở thành cây hài của show nói riêng và showbiz Hoa ngữ nói chung. Tuy nhiên, nói nhiều thì cũng mất hay, bao nhiêu lần Hàng Bội Tuyền rước họa vào thân bởi sự cố vạ miệng của mình.